Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Võ Đình Sớm, cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để xét xử về tội nhận hối lộ. Cáo trạng xác định bị can Võ Đình Sớm đòi hối lộ 1,5 tỷ đồng và nhận 500 triệu đồng đã phạm tội nhận hối lộ quy định tại điểm A khoảng 4 điều 354 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, mức án cho khung này phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Theo cáo trạng, ông Võ Đình Sớm là thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông T, ngụ phường Yên Thế, thành phố Pleiku và bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ban đầu, ông Sớm đòi ông T phải đưa hối lộ 2 tỷ đồng, tuy nhiên ông T nói khó khăn không có tiền nên gợi ý nếu xử thắng sẽ cho ông Sớm 10 mét đất mặt đường tại thửa đất tranh chấp. Ông Sớm liền từ chối nhận đất và hạ giá, phải đưa ít nhất 1,5 tỷ đồng, còn giới thiệu chỗ cho ông T vay tiền để hối lộ. Sau khi vay được 500 triệu đồng, ông T đem đến cho Sớm, ngay sau khi ông T vừa ra khỏi phòng. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét phát hiện thu giữ 500 triệu đồng.